như thế nào? Nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào để ép đặt cho người yêu em cả, mà em cần là cần tâm hồn mình phải hòa hợp với nhau, rồi khiến cho em cảm giác được an toàn. Em thì em ít nói, bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí để vui cửa vui nhà. Để hồi có hai bên nói nhiều không nha. Đó. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó, nhưng mà hơi nhát chút xíu, cũng mặn mòi lắm nha. Rồi chào em nè. Dạ. Dạ. Sao thế em nghe Thảo nói về cái mẫu đàn ông lý tưởng của Thảo thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Thì em có tầm khoảng 60%. Thì còn em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống, công dung hòa hạnh, nữ công gia chánh, một nửa theo kiểu hiện đại, hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình. Bạn gái là quá hiểu rồi đó, tại bạn gái cũng là quân nhân mà. Dạ bạn. Em hình dung bạn bên đây như thế nào? Bạn gái thì nó dễ thương, cao ráo, xinh xắn. Dạ. Hai bạn này là quân nhân, cũng dễ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau ha. Bây giờ mình hỏi người đi, hỏi người, cái người thân đi. Đúng rồi. Coi sao. Ừ. Thảo ơi, Thảo đi với ai vậy? Dạ em đi với thủ trưởng em và chị gái của em ạ. À. Xin mời ý kiến thủ trưởng. Dạ xin mời ý kiến. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Tôi là tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành. Nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau với nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi. Cho nên là cũng mong sao là chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt. Hay quá. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào thoải mái lên nào. Chào MC Quyền Linh, xin chào chị nè. Rồi nói luôn rồi. Em là Trung Quý. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em là 27 tuổi. Đúng quá vậy. Em hiện đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ, công việc cụ thể của em là trung đội trưởng của trung đội 11 tại đội 16, tiểu đoàn 741, lữ đoàn công binh 25. Trung đội trưởng Đỗ Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung Quý Sơn. Dạ. Thoải mái chưa? Dạ rồi. Cười tươi lên nào. Quê Sơn ở đâu? Dạ, quê em ở Hưng Yên. Đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt và công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Bên đàn trai có phần bối rối. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Trần Thị Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên dược của tiểu đoàn 24 quân y, phòng hậu cần sư đoàn 309 quân đoàn 4 ạ. Em công tác ở thành phố nào? Em ở thành phố Biên Hòa. Đúng, bạn Biên Hòa luôn. Biên Hòa đó. Vậy hai bạn hỏi nhau đi. Hỏi nhau cô yêu như thế nào? Bạn là nữ đóng quân tại vị trí nào và đường nào ở Biên Hòa? Mình ở phường Long Bình Tân ạ. Mình ở 27 Đồng Khởi, Biên Hòa hôm nay. Bây giờ Sơn nói lớn lên nha. Sơn có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì? Và có anh điểm mạnh thì em biết chơi một số cái môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bơi lội. Hòa đồng vui vẻ với anh em. Rồi còn điểm yếu thì hơi nhút nhát, rồi thì về chưa ăn đông, nhất là các bạn nữ. Nhảy nhát quá luôn á. Còn em Thảo, em nói đi điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ và em kiên trì. Nói chung là khi em đã làm một cái gì đó thì em sẽ làm đến cùng. Còn điểm yếu của em thì chắc là hơi trầm tính với ít nói hả? Cũng hơi nóng tính đó chị ạ. Thảo có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi. Có một mối tình là trước khi vào quân ngũ và một mối tình là vào quân ngũ rồi. Là mình chia tay cái mối tình thứ hai này bao lâu rồi? Được hơn một năm rồi. Lý do chia tay cả hai mối tình là gì?
mỗi người chọn một con đường riêng, cho nên không thể nào cùng nhau bước tiếp được. Rồi Sơn, có mấy mối tình rồi Sơn? Dạ em trải qua hai mối tình, một mối tình thời còn học sinh. Rồi. Dạ. Và mối tình mới đây? Mới đây thì cách đây 4 năm, bên nhau 2 năm. Tại sao chia tay? Thì do đặc thù công việc. Cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng. Thời học viên thì em học ở Bình Dương, còn người yêu cũ em thì họ ở trên thành phố Đà Lạt. Bây giờ mình không có xa mặt cách lòng, mình sát bên nhau luôn, Đồng Nai luôn nha. Dạ. Rồi chào bạn gái quân nhân. Dễ thương quá. Hai mối tình luôn. Dạ. Bây giờ mình xóa. Xóa bỏ đi. Hết. Mình làm lại từ đầu, coi như mối tình đầu đi nha. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào để ép đặt cho người yêu em cả. Mà em cần là cần tâm hồn mình phải hòa hợp với nhau, rồi khiến cho em cảm giác được an toàn. Em thì em ít nói, bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí để vui cửa của nhà. Để họ có hai bên nói nhiều không nha. Đó. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó, nhưng mà hơi nhát chút xíu, cũng mặn mòi lắm nha. Rồi chào em nè. Dạ. Dạ. Sao thế em nghe Thảo nói về cái mẫu đàn ông lý tưởng của Thảo thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Thì em có tầm khoảng 60%. Vậy còn em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống, công dung hạnh, nữ công gia chánh, một nửa theo kiểu hiện đại, hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình. Bạn gái là quá hiểu rồi đó, tại bạn gái cũng là quân nhân mà. Dạ vâng. Em hình dung bạn bên đây như thế nào? Bạn gái thì nó dễ thương, cao ráo, xinh xắn. Dạ. Hai bạn này là quân nhân cũng dễ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau ha. Bây giờ mình hỏi người đi, hỏi người, cái người thân đi. Đúng rồi. Coi sao. Ừ. Thảo ơi, Thảo đi với ai vậy? Dạ em đi với thủ trưởng em và chị gái của em ạ. Xin mời ý kiến thủ trưởng. Dạ xin mời ý kiến. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Tôi là tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành. Nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau, với nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi. Cho nên là cũng mong sao là chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt. Hay quá. Rồi. Em đi với ai? Đi với thủ trưởng đơn vị. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào quý khán giả, xin chào họ nhà gái. Hôm nay vừa là chỉ huy vừa là anh của Sơn thì qua cái giao lưu rồi giới thiệu vừa rồi thì thấy là bạn gái bên này thì cũng được dễ thương, cũng thấy cũng hiền. Thì Sơn thì ở đơn vị là háo vát trong công việc và năng nổ trong các hoạt động của đơn vị. Anh cũng mong là qua cái chương trình này thì hai em sẽ có bước tiến xa hơn và cũng mong đơn vị quân đoàn 4 và họ nhà gái ủng hộ cho hai em để lữ 25 sẽ có một quân nhân nữ nữa về với lữ 25. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào. Em có hoa tặng anh. Em có hoa tặng anh. Ừ, anh cảm ơn món quà của em thì anh sẽ để ở bàn làm việc. À, những lúc mà nhớ tới em thì nhìn đồng hồ thì nhớ tới em. Dạ. Nhớ giờ hẹn với em nữa nha. Dạ. Đó, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Thì mới đầu qua cách nói chuyện của anh thì em cảm nhận gì về anh? Em cũng thấy anh rất là hiền, cảm giác anh có vẻ là cũng ấm áp. Lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Rồi nhà anh thì bây giờ hiện tại thì đang ở Đà Lạt. Em cũng muốn đi du lịch thì anh có thể là dẫn em lên Đà Lạt để du lịch một số cái danh lam thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt.
Anh thấy trong người thế nào? Sơn nói đi, nói cho Thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào, bây nói giờ luôn đi. Thì tim thật sự là đập rất là nhanh, lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ. Em nói câu đi, em có như vậy không? Trái tim em hiện giờ bây giờ như thế nào? Dạ, nói chung là em thấy cũng hơi hồi hộp, hơi rung rồi. Nếu bây giờ là mình có duyên nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Thì nếu mà em cho anh cơ hội á, thì bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân? Nói chung là nó tùy thuộc vào tình cảm của hai người á anh. Nếu mà mình cảm thấy là mình đủ các điều kiện để bước vào hôn nhân được rồi thì điều đó là điều đương nhiên thôi. Anh thấy là Sơn hồi hộp lắm ha. Tức là trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, Sơn hát một bài nào đó cho gọi là lấy lại cái bình tĩnh coi nè. Bước tới, nắm tay Thảo. Với chương trình thì em xin gửi tặng đến khúc của ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ly trên dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiểu giang anh khớp xung sao câu hò điệu ly bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Hay ở cái chung tình á, bây giờ Thảo đáp tới lại. Thảo hát nè. Thảo đáp lại đi. Chắc là em sẽ gửi tặng bạn Nam cũng như là toàn thể các bạn một đoạn thôi. Bài hát Áo Mới Cà Mau. Mời mọi người về quê em. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ống Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Dạ, hả? Dễ thương giống Thảo á, phải không? Rồi, dạ. Thôi được rồi, vị trí đi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn, để xem cảm xúc con tim sẽ mách bảo mình như thế nào. Nếu con tim nói bấm thì cứ bấm, còn con tim nói không bấm thì không cần bấm. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Đó. Yes. Chúc mừng. Nắm tay nhau được rồi đấy. Đó. Bây giờ là mình xin phép thủ trưởng, hai thủ trưởng đi. Dạ, thì xin phép thủ trưởng đơn vị, người nhà tạo điều kiện cho em và Thảo được hẹn hò và tạo điều kiện cho đi chơi hoặc là... Hay quá. Đấy, hai thủ trưởng bắt tay rồi. Dạ. Ờ Thảo, đó, em nói với hai thủ trưởng đi. Dạ, thì em cũng không biết nói gì hết. Chắc là mong là thời gian tới thì các thủ trưởng tạo điều kiện cho hai chúng em thôi. Thấy, nhất trí rồi, nhất trí rồi. Nhất trí ha. Đây, bây giờ chúng ta đến cái màn gọi là trao nhau cái hôm đầu tiên. Hiếu Quý Thảo và Trung Quý Sơn, chuẩn bị bắt đầu. Rồi, chúc hai bạn sớm hạnh phúc. Chúng tôi gửi những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cùng đi xem phim với nhau nha. Xem phim nha. Rồi. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó.
Thật sự báo cáo các thủ trưởng cũng như mọi người gì, chúng tôi muốn họ có một cái hôn, nụ hôn nhẹ nhàng trên má đó, để chứng minh rằng họ bấm nút vì trái tim của mình, và họ sẽ có một kỷ niệm rất đẹp ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn.